là gương mặt tân binh trên màn ảnh Hàn Quốc. Cái tên Hwang In-jo bất ngờ được biết đến nhiều hơn khi xuất hiện với vai trò tình địch cha Eun-woo trong True Beauty, vẻ đẹp đích thực. Vào vai Han Seo-jun, chàng trai bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, biết quan tâm người khác, Hwang In-jo trong phim đã chạm đúng gu của đông đảo khán giả nữ, là điểm sáng về khả năng diễn xuất ấn tượng và tự nhiên. Sở hữu đôi mắt một mí sắc lạnh, chiều cao nổi bật cùng gương mặt góc cạnh, Hwang In-jo hiện đang là một trong những nam thần đình đám nhất của màn ảnh xứ Hàn cuối năm 2020. Hạt giống diễn xuất tiềm năng. Thật khó tin chàng bad boy lái mô tô siêu ngầu trong True Beauty ngoài đời đã 30 tuổi. Hwang In-jo là nam diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1991 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, nam diễn viên gia nhập công ty giải trí KS Entertainment. Công ty quản lý của loạt diễn viên nổi tiếng như Lee Dong-kwook, Woo Do-hwan, Jun Ji-hoon, KS do tài tử Bae Jong-jun thành lập. Sau này là công ty con của SM Entertainment, chuyên quản lý mạng diễn viên phim ảnh. Có khán giả còn nhận xét, gương mặt của Hwang In-jo giống với nam diễn viên Lee Jun-ki. Dù khởi nghiệp muộn màng vào năm 27 tuổi với vai trò người mẫu, Hwang In-jo là gương mặt được săn đón của các show thời trang nhờ vẻ ngoài lạnh lùng, gương mặt góc cạnh đúng gu của phái nữ, cùng chiều cao 1m85 nổi bật. Năm 2018, Hwang In-jo được công ty chủ quản cho lấn sân sang diễn xuất với vai diễn trong phim chiếu mạng White do Naver sản xuất và sau đó là phim Freshman năm 2019. Chỉ một năm sau debut, Hwang In-jo nhận được vô số nhận xét tích cực sau màn thể hiện thành công trong tiểu sử chàng Nokdu. Anh chàng hóa thân thành một cận vệ trung thành Park Dan-ho, võ công thâm hiểm cùng với ngoài lạnh lùng trong trang phục đen đầy phong trần. Dan-ho được huấn luyện để trở thành trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh cha Jun-woo, giúp đỡ hắn trên con đường tiến đến ngôi vương. Trong cuộc chạm trán ở vườn trúc, có thể thấy Nokdu hoàn toàn không phải là đối thủ của Dan-ho. Mặc dù không có nhiều đất diễn, nhưng mỗi lần xuất hiện, Dan-ho lại khiến cho người đối diện phải ngã nghiêng trước gương mặt thanh tú, đôi mắt một mí với ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm của mình. Dù chỉ là một vai diễn nhỏ, song chàng diễn viên vẫn chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, phải đến khi Hwang In-jo chuyển mình vào vai đội trưởng bóng rổ Koo Ja-sung, đồng thời cũng là kẻ bắt nạt con trai của Lee Do-hyun trong 18 Again, sự nghiệp diễn xuất của anh mới thực sự khởi sắc. Vai diễn gài góc bên ngoài, nhưng bên trong chứa nhiều tổn thương trong 18 Again, giúp Hwang In-jo có nhiều đất diễn hơn, đặc biệt là cảnh thể hiện nội tâm. Anh cũng nhận được những bình luận tích cực về diễn xuất sau bộ phim này. Chàng bad boy khiến dân tình mê tít trong True Beauty. Cuối năm 2020, Hwang In-jo gây chú ý khi vào vai nam thứ trong hot phim chuyển thể từ webtoon truyện trang web Hàn mang tên True Beauty. Bộ phim có sự góp mặt của bộ đôi nhan sắc là cha Eun-woo và Moon Ga-yeon, được đánh giá là hot nhất nhì nửa cuối năm 2020. Dù nhan sắc còn gây tranh cãi vì chưa thật sự trùng khớp với bản truyện tranh, nhưng khán giả đặt kỳ vọng vào diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 91. Sở hữu vẻ ngoài điển trai đúng chuẩn nam thần Hàn Quốc, gương mặt góc cạnh, nước da trắng và mắt một mí lạnh lùng là lợi thế giúp nam tân binh dễ dàng đảm nhận những dạng vai bad boy, học đường kiểu nổi loạn. Bên cạnh đó, nét diễn xuất tự nhiên, chân thực cũng là nhân tố quan trọng khiến cái tên Hwang In-jo đến gần với khán giả hơn. Nam diễn viên Hwang In-jo dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng vẫn được đạo diễn True Beauty chọn mặt cưới vàng vào vai Seo-jun, tình địch của cha Eun-woo. Vai diễn Seo-jun trong True Beauty được xem như một cơ hội lớn, có thể làm bệ phóng cho tên tuổi của chàng diễn viên này ngày một thăng hạng. Trước thông tin Hwang In-jo sẽ vào vai nam thứ Han Seo-jun, một làn sóng khán giả tỏ ra thất vọng, cho rằng nam diễn viên không phù hợp với hình tượng Seo-jun trên truyện, thậm chí còn đề cử nam thần tượng Kang Won Hyun-bin là người thay thế. Việc phải vào vai đối đầu với nam thần nhóm Astro, cha Eun-woo cũng là một thử thách cho nam diễn viên mới nổi. Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay. Trái ngược với hoàn toàn cảm nhận ban đầu của netizen, diễn xuất và vẻ ngoài của Hwang In-jo trong True Beauty thật sự ấn tượng và chân thật, chạm đúng gu của đông đảo khán giả nữ. Không đơn thuần là anh em sinh đôi với nhân vật trong nguyên bản truyện, mà diễn xuất ngoài lạnh trong ấm của nam diễn viên nhanh chóng được khán giả đánh giá cao và nhận về muôn vàn phản ứng tích cực. Hơn hết, màn trình diễn thuyết phục của Hwang In-jo trong phim Trở lại tuổi 18 đã giúp anh phần nào xua tan áp lực dư luận. Chỉ sau khi phim công chiếu tập 1, Hwang In-jo đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất. Anh khiến các mọt phim đảo điên vì sức hút ấn tượng của nam phụ, còn lấn át cả nam chính cha Eun-woo. True Beauty xoay quanh Lim Joo-kyung, Moon Ga-yeon, cô gái cố gắng chống lại sự bất an về ngoại hình bằng kỹ năng trang điểm, tự biến mình thành một nữ thần ở trường. Cô rơi vào tam giác tình yêu với Lee Soo-hoo, cha Eun-woo. Chàng hot boy âm thầm che giấu vết thương trong lòng và Han Seo-jun, Hwang In-jo,
kẻ nổi loạn khó thường hóa với một trái tim ấm áp đáng ngạc nhiên. Có thể thấy, True Beauty sở hữu nội dung ngọt ngào, nhẹ nhàng đầy chất mộng mơ như bao bộ phim thanh xuân học đường khác. Từ ngoại hình đến cách thể hiện của Hwang In-jae-hop hoàn toàn ăn điểm trong vai Han Se-jun. Không chỉ được nhận xét là như bước ra từ nguyên tác, Hwang In-jae-hop khiến người hâm mộ rung rinh vì ánh mắt vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào dành cho nữ chính. Ban đầu, Han Se-jun chỉ tiếp cận nữ chính vì muốn làm cái gai trong mắt Lee Soo-ho. Hai chàng trai từng là bạn nhưng có một số biến cố khiến cả hai trở thành kẻ thù trong mắt nhau. Mục đích ban đầu là chọc tức Lee Soo-ho. Nhưng rồi, Han Se-jun lại dần xoay chuyển tâm trí, phải lòng Lim Joo-kyun. Han Se-jun ra đường thì là cá mập, nhưng ở nhà lại là cá con của mẹ. Chàng trai 18 tuổi quyết định nghỉ học để kiếm tiền trả viện phí cho mẹ. Dù mê lái mô tô, nhưng mẹ không thích nên anh chàng chiều lòng mẹ. Hình tượng của Han Se-jun chính là hình mẫu của đa số những cô gái trong lứa tuổi 20. Vì vậy, việc Hwang In-jae-hop chiếm trọn spotlight của True Beauty là điều dễ hiểu. Diễn xuất của Hwang In-jae-hop là điểm sáng không thể chối cãi của bộ phim, khiến netizen hết lời khen ngợi. Dù bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn, nhưng mỹ nam Hwang In-jae-hop vẫn luôn nỗ lực cải thiện khả năng của bản thân và cống hiến hết mình cho khán giả. Với vẻ đẹp là giữa rừng mỹ nam Hàn Quốc, mong rằng Hwang In-jae-hop sẽ làm nên chuyện và gặt hái được nhiều thành công cho mình. Nhiều khán giả dự đoán Hwang In-jae-hop có nhiều cơ hội tiến xa trong ngành công nghiệp điện ảnh, không chỉ dừng lại ở mảng phim truyền hình. True Beauty, bài học ngầm về vẻ đẹp đích thực. Những thước phim căng đét khiến đôi mắt của người xem thỏa mãn hoàn toàn xuyên suốt quá trình xem phim. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi thì bộ phim chẳng có sức cạnh tranh với các đối thủ nặng ký khác. Điều khiến tác phẩm này được yêu mến hẳn còn là ý nghĩa nhân văn của nó gửi gắm từ những câu chuyện nhỏ nhặt, có phần hài hước của các nhân vật. Như giá trị thật sự của việc làm đẹp, hậu quả của sống ảo hay các vấn nạn thường thấy trong môi trường học đường. Nếu tiếp tục khai thác tốt các vấn đề này, True Beauty hẳn sẽ là bộ phim vừa có sắc lại vừa có hương vào dịp cuối năm 2020. Hiện phim đang được chiếu trên đài TVN vào thứ Tư và thứ Năm hàng tuần.